cái chị vào lại vào lại cái like này giúp em nha mấy chị yêu ơi. Vào lại cái like mới này giúp em nha các chị đẹp. Vào lại like này đi, like này ánh sáng nó sẽ đầy đủ hơn nè mấy chị, sáng hơn. Nè, lên đây cái màu hồng này nó tươi hơn rồi nè, cái chị thấy hồi nãy vô cái kia sao em nhìn nó tối thui hả? Không biết bên máy cái chị nhìn nó sao mà hồi nãy em nhìn bên kia nó tối thui à các chị? Tối nay là lên tới 3 like lận nha các chị. Rồi, hồi nãy chị đẹp nào muốn coi cái bộ sọc hồng nè. Rồi size 6 em còn được có nhiêu đây nè các chị đẹp nha em. Chị vào lại cái like mới này giúp em nha. Em chào chị Nguyễn Bạch nha, em chào cả nhà. Vào lại cái like này giúp em nha các chị đẹp nha em. Size 6 là em còn được nhí nâu cái chị. Size 6 em còn được nhí nâu họa tiết với lại là bộ màu hồng à. Bộ màu hồng đẹp lắm các chị, bộ màu hồng ở ngoài rất là đẹp nha. Đợt này cái họa tiết đỡ lô này quá đẹp luôn. Rồi, em vào lại cái like này á, là em dơ sơ bông lại cho cái chị cái xong rồi cái em lên bà ba ha, có chị đẹp nào muốn mua áo bà ba lẻ không ạ? À? Chị nào có muốn coi áo bà ba lẻ không em lên áo bà ba cho các chị. Hồng 6 em chốt cho chị Helen. Ok chị Helen. Rồi size 6 là em còn được hai họa tiết nữa ha. Nhí nâu với lại là mã sọc ở quên mã họa tiết nữa mấy chị. Đó, size 6 em còn được nhiêu đây nữa là em hết rồi đó. Xuất sắc xuất sắc. Rồi em đang mặc là mã hồng, các chị đẹp chốt giúp em nhé, mã hồng. Rồi em dơ bông lại sơ cho các chị một lần nữa xong rồi em qua mẫu nha, em qua bà ba nha các chị. Mã này lên giúp em mã bông trắng các chị, bông trắng em chỉ còn duy nhất size số 1. Bông trắng em còn duy nhất size số 1 50 kg trở lại mặc dừa, 65 kg chị cao bao nhiêu chị Thọ Trương ơi? 60 kg mẫu này cao, ở quên 65 kg mẫu này cao 1m55 56 trở lên, eo 85 trở lại á chị, eo đúng 85 trở lại thì mặc size số 4. Còn trên 85 thì mẫu này mình lên size số 5 giúp giùm em ha. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha các chị, lên giúp em mã bông trắng rất là đẹp luôn. Size số 6 62 kg mặc rộng nha chị Lê Nụ. Mã hồng size số 3 em chốt cho chị Mai Vàng, 62 kg chị mặc size số 4, nếu mà cao 1m55 trở lên, eo 85 trở lại là mặc size số 4 được rồi chị. Còn eo trên 85 thì hãy lên size số 5, còn size số 6 mặc rộng lắm. Bộ này em có size mà. Bộ này em có size của chị mà. Rồi mã này lên giúp em mã đẹp nè, cái chị đẹp nha em, mã đẹp. Rồi chốt em mã đẹp nha, mã đẹp. Em đang mặc là sọc hồng nha các chị, em đang mặc là sọc hồng, còn cái mã hồng là cái mã này nè. Mã hồng này rất là đẹp luôn. Bộ em đang mặc là 115 ngàn.
Bông trắng đẹp hả chị? Bông trắng đẹp mà hết trơn size lớn luôn rồi chứ. Còn có size số 1 được 2 bộ à. 2, 3, 4, 5, 6 là em hết luôn. Đây cái bộ mã hồng này rất là đẹp luôn nè các chị. Bộ màu hồng này đẹp. Các chị nhìn thôi chứ ở, mặc ở ngoài đẹp ngang ngửa bộ màu trắng đó nha. Chị nào không có mặc trắng đen thì các chị chốt cái mã hồng này giúp em. Rất là đẹp. Lên giúp em mã này là mã hồng. Còn em đang mặc là sọc hồng à, em đang mặc là sọc hồng. Bộ màu các chị chờ em tí xíu, em lên giả váy màu cho mấy chị. Em qua mẫu ha, rồi em lên giả váy màu. Giả váy màu em còn được có mấy bộ à. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí hồng các chị. Nhí hồng. Bộ này là quần giả váy giúp em nha. Các chị đẹp nhà em. Em đứng lên cho các chị dễ nhìn form. Vải thun lạnh nha chị ơi, vải này mặc lên là ghiền luôn. Vải thun lạnh này là lên giả váy là hợp nhất luôn á, đẹp lắm, mặc rất là mát. Sọc hồng size số 3 em hết rồi chị. Ờ, hình như còn được 1 bộ. Ok, sọc hồng size số 3 em còn được 1 bộ cho chị đẹp nhà em luôn nè, chị Mai Vàng. Hồng 3 em chốt cho chị Kim Hồng. Size số 3 bộ này là eo 80 trở lại, cái chị đẹp nhà em mặc vừa nha. Bộ này size số 3 là eo 80 trở lại. Sọc hồng em còn được 1 bộ 3 nữa mấy chị. Còn được 2 bộ. Hồng 3 em chốt cho chị Kim Hồng ạ. Size 3 là 60 kg trở lại, eo 80 ha. Eo 80 trở lại. Chị nào thích ôm thì có thể eo 81. Tại vì giải thì nó cũng có co giãn. Nhưng mà chị nào được mặc ôm thì cái chị chốt. Rồi em đang mặc mã sọc hồng đó chị. Ba hết, cái chị có thể lấy thêm 4 cũng được nha cái chị đẹp nha em. Mã hồng size số 1, sọc hồng size số 1 cho chị Minh Thơ. Em chốt hồng size số 1 cho chị nè. Rồi em chốt cho chị bộ sọc hồng luôn. Còn size số 5 chị Ngân Phạm. Sọc đỏ em còn size 5 đó chị Ngân Phạm ơi. Size số 5 còn chị Nguyễn Bạch ơi, size số 5 em còn. Đây mặc cái bộ họa tiết cho cái chị nè. Bộ họa tiết. Đẹp lắm mấy chị, vải mặc mát gợi luôn á. 115.000 bộ á chị. Em sắp hết rồi, chủ yếu là em còn size 2 thôi nha cái chị đẹp nha em. Không có sọc trắng, chị Nguyễn Bạch, em đâu có sọc trắng. Mã bông trắng là em hết size số 5 rồi, bông trắng em chỉ còn size số 1 thôi. Bộ em mặc là mã họa tiết. Ở cái bộ họa tiết này nó đẹp nè các chị. Em đứng gần cho các chị xem cái màu. Size số 5 là em còn được bao nhiêu họa tiết đây nè chị. Để em vô họa tiết size số 5 lên cho các chị xem. Size số 5 là em còn được nhí đỏ. Em còn được nhí hồng. Em còn được mã sọc đỏ. Em còn được mã đẹp. Em còn được sọc hồng. Với lại là em còn được bộ sọc vàng. Sọc vàng, bộ nào lên cũng đẹp hết. Với em còn được bộ sọc vàng size 5 ha. Không có sọc trắng nha chị. Em đang mặc là mã họa tiết. Họa tiết này em còn được size 1, size 2 và size 4. Họa tiết này em còn được 1, 2, 4 nha. Rồi chốt em mã này là mã họa tiết. Sọc hồng size số 5 em chốt cho chị Ngân Phạm. Đẹp 5 em chốt cho chị Ký Ức Vui Vẻ.
Đẹp năm cho chị ký ức vui vẻ là em hết đẹp năm nè. Sọc hồng size số 5 em chốt cho chị Ngân Phạm là em hết sọc hồng 5 nè. Rồi em mặc nhí đỏ cho các chị xem. Nhí đỏ em còn được size số em còn được 1 2. À em còn được 2 nha các chị. Nhí đỏ em còn được size 2, size số 4 và size số 5. Nhí đỏ em còn được 2 4 5. 5 em cũng còn được có vài bộ à. 75 kg eo 95 96 trở lại thì mặc size số 6 chị. Đây bộ nhí đỏ nha chị đẹp. Em có nhí đỏ rồi em có nhí nâu luôn. Nhí đỏ thì em còn size số 5, nhí nâu thì em còn size 6. Nhí nâu là em còn được size số nhí nâu là em còn được size 2, size 4 và size số 6 nha. 2, 4, 6 là mã nhí nâu. Nói chung là bộ này là size 2 là em còn nhiều nhất á. Size 2 là eo 75, 76, 55 kg trở lại. Cái chị đẹp nha em mặc vừa đó. Rồi em đang mặc là bộ nhí đỏ. Ngực 97. Chị cân nặng chiều cao bao nhiêu chị Anh Nguyễn ơi? Tự nhiên chị cho em cái ngực không à. Chị cho cái khác đi chị. Eo cân nặng chiều cao ha. Ngực thì nó có co giãn nè. Còn nếu mà chị bình thường chị cho em cân nặng chiều cao đi, ví dụ gì 64 65 kg mà chị nói ngực chị to thì chị lên size 5 vậy thôi nha, cho dễ. Chứ em không có canh được cái ngực. Em canh được cân nặng chiều cao với cái eo của cái chị thôi, còn ví dụ như cái chị ngực to thì em căn cứ vào cái cân nặng chiều cao của cái chị đó em mới lên size cho cái chị, chứ tự nhiên cho cái ngực không em không biết đường em canh. Rồi lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã nhí đỏ nè chị, nhí đỏ. Sọc nâu. Cái bộ sọc nâu này em còn được size số 4 không mà các chị, em không có còn size khác. Eo 87, 1m6, nặng 65 kg mà ngực 97. Chị sợ ngực chật thì chị lên size số 5 giùm em nha. Eo 87 chị cũng mặc size số 5 luôn, chứ mặc size số 4 mặc không vừa, lên size 5 giùm em là ok hết chị. Chị mặc size số 5 là ok. Rồi chốt giúp giùm em. Mặc size 4 chị mặc không vừa nha. Bộ này size 4 mặc không vừa. Rồi chốt giúp em bộ này nha các chị đẹp nha em. Nhí nâu size số 6 em chốt cho chị Kiều Nhung. Bộ em đang mặc là bộ sọc nâu các chị, sọc nâu em chỉ còn duy nhất size số 4 thôi, 60 65 eo 85 trở lại các chị đẹp nha em mặc vừa. Rồi nhí nâu size số 6. Nhí nâu 6 em chốt cho chị Kiều Nhung. 115.000, bộ này mặc về xong các chị nhớ ngày mai. Ngày mai chị nào nhận được cái bộ đồ này nhớ cho em phản hồi nha, trưa mai em livestream nhớ cho em phản hồi nha mấy chị. Trưa mai là coi sẽ có một số chị nhận được rồi đó. Chiều nay em chốt là mai là mấy chị nhận được rồi. Rồi sọc nâu nha, sọc nâu em chỉ còn duy nhất size số 4 thôi. 60 65 kg eo tầm khoảng 80 đến 85 là cái chị mặc ok, lên giúp em bộ sọc nâu. Sọc nâu cái chị. Rồi lên giúp em mã này là mã beo. Beo hình như em còn được có size 1 với size 2 à. Beo hình như em còn được size 2 không hả các chị yêu ơi. Beo em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi nha. Rồi bộ beo này em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi. Các chị nào cần em mặc cái bộ beo size số 2 này cho các chị không? Bộ nâu size số 4 eo 85 chị Hồng Lê, chị lấy sọc nâu hay là nhí nâu? Em có hai cái mã liên quan đến nâu, chị lấy bộ nào? Sọc nâu hay là nhí nâu? Sọc nâu nè, rồi để em coi chị Hồng Lê chốt bộ nào nha chị Anh Nguyễn ơi. Nhưng mà chị Anh Nguyễn là eo 87 là em tư vấn cho chị rồi đó nha chị, eo 87 97, ngực 97 là lên size 5 giùm em nha. Bộ này size 4 là chị mặc không vừa đó.
Nhí nâu xe số 6 em chốt cho chị Võ Ánh. Chị hỏi em tư vấn cho chị xong rồi chị vẫn chốt xe số 4 chứ chị không có lên xe số 5. Chị muốn chốt xe 4 thì em chốt xe 4. Nhưng mà để em hỏi chị Lê Hồng chị lấy bộ gì? Chị Hồng Lê lấy nhí nâu hay là lấy sọc nâu? Bình luận giùm em, tại vì sọc nâu em còn có một bộ à. Có một bộ xe 4 à. Rồi sọc nâu cho chị Hồng Lê là em hết luôn nha chị Anh Nguyễn ơi, vậy là chị không có bộ sọc nâu luôn nha. Rồi mã em đang mặc là mã nhí hồng các chị. Bộ em mặc là mã nhí hồng. Dạ con hết rồi cô Quỳnh Tú ơi, cô chờ lô mới giúp con nha cô. Lô này con hết trơn rồi. Xong cái này em lên giảm mấy màu cho các chị. Chị Mai Vàng ơi, chị muốn đổi gì ngày mai chị nói với bạn đổi giùm em đi chị. Còn bây giờ là chốt nhồi lên giúp giùm em. Em muốn chốt cái gì thì chốt thêm giúp em. Rồi ngày mai muốn lấy cái gì xả cái gì thì nói với bạn chốt đơn. Mấy bạn sẽ xử lý đơn cho mình nha chị. Cái này form nó khác với bà ba chị. Bà ba chất liệu vải nó co giãn nhiều nha, nó khác. Bà ba là em canh cho mấy chị là eo 87 mà. Chất liệu nó co giãn nhiều, form nó to hơn, nó khác nha. Còn cái này là em đã nói là form nó vừa, nó nhỏ mà. Eo chỉ 85 thôi. Đó. Nên là còn nếu mà chị muốn chốt size 4 thì em chốt cho chị size 4. Rồi về có chật thì nhả band ra giùm em nha. Nhả hết bốn cái band ra. Nhí hồng size số 4. Để em coi còn không nha chị đẹp. Nhí hồng em còn 3 hết trơn 4 rồi chị ơi. À nhí hồng còn được bộ 4 nè. Ok. Nhí hồng size số 4 em chốt cho chị Hương Đinh. Ok. Bà ba em canh cho mấy chị eo 87, 88 lật size 4 là thoải mái nha. Chất liệu vải nó co giãn nhiều, với nó dễ chịu. Còn cái bộ này là chất liệu vải nó co giãn ít hơn chị. Với lại là form nó nhỏ hơn xíu nên là chị phải lên size số 5. Size số 5 hả chị? Size số 5 là em còn được nhí hồng nè, size số 5 đây chị, size số 5 em còn mấy bộ này nè chị Phương Ngân Phạm. Size số 5 là em còn được sọc đỏ nha chị. Em còn được nhí hồng em đang mặc nè. Rồi em còn được bộ nhí đỏ. Em còn được bộ sọc vàng. Xe 5 là còn hàng độc quyền. Sọc vàng với sọc đỏ. Rồi chốt giúp em bộ em đang mặc là mã nhí hồng nha. Nhí hồng cái chị đẹp. Nhí hồng em còn được size số 2, size số 3 và size số 5. 2, 3, 5 cái chị đẹp nhà em ha. 2, 3, 5. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã ngũ sắc. Ngũ sắc này em chỉ còn được duy nhất size số 2 thôi các chị. Ngũ sắc em còn duy nhất size số 2. Nhí hồng size số 5. Ok em chốt cho chị Anh Nguyễn. Nhí hồng size số 5 em chốt cho chị Ngân Phạm. Chị Ngân Phạm ơi, đơn hàng ngày mai nhớ để ý điện thoại bắt máy giúp em nha chị. Em thấy mấy bạn có note lên của chị hôm qua có xả đơn đó nhưng mà không biết chị có gọi lại chưa. Ngày 20 tháng 5 qua em có xả đơn. Có đơn hàng nhớ để ý điện thoại giúp em. Đơn này em gọi được em mới đi đơn. Để em lên tít đỏ nữa là em lên thêm một ngày mai mà em xả thêm một đơn mà chị lên cái tít đỏ nữa là mai mốt chị mua hàng chị phải cọc cạc em mới bán đó.
Chị Lam Vũ chốt cái gì vậy chị Lam Vũ ơi? Chị đổi cái gì thì ngày mai nói với mấy bạn đổi giùm em đi chị, còn mấy bạn nhà em sẽ đổi cho ha, còn không thì chị viết rõ ra giùm em. Rồi bộ sọc vàng nè cái chị, để em mặc bộ sọc vàng cho cái chị xem luôn, sọc vàng với sọc đỏ cũng rất là đẹp. Rồi em đang mặc bộ này, cái chị lên giúp em ngũ sắc. Ngũ sắc này em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi, 55 kg, eo 75 76 trở lại, cái chị đẹp nha, em mặc vừa. Chốt em bộ ngũ sắc nha. À ngũ sắc em còn được size 1, còn được bộ size 1 nữa. Ngũ sắc em còn được size 1 với size 2. Rồi lên giúp giùm em bộ này, ngũ sắc kèm size giúp em đi chị Nguyễn My. Trời ơi, nó đẹp mấy chị ơi. Size 5 nha mấy chị. Bộ sọc vàng. Ngũ sắc size số 2 cho chị Nguyễn My. Size số 2 là 50 55 kg, eo 75 76 trở lại thôi nha các chị. Rồi lên giúp giùm em mã này đi các chị, lên giúp em mã này là mã sọc vàng ha, sọc vàng. Sọc vàng em chỉ còn duy nhất size số 5 thôi. Quá đẹp luôn. Vàng này ở ngoài không có chói đâu nha mấy chị. Vàng này ở ngoài đậm ha, lên trên like là cái màu nó hơi sáng hơn rồi đó. Rồi chốt em mã này là mã sọc vàng. Sọc vàng em còn size số 5. 65 70 kg, eo tầm khoảng 86 đến 90. Cái chị đẹp nha, em mặc vừa. Rồi ngũ sắc size số 2 cho chị Nguyễn My. Giờ chỉ còn size số 2 là coi như là còn gần như đầy đủ thôi mấy chị nào size 2. À. Rồi sọc đỏ. Sọc đỏ em cũng còn duy nhất size số 5 luôn ha. $115.000 một bộ chị. Cái chị mặc cái là sẽ đẹp hơn em nha. Em mặc là nó lớn hơn em tới 4 size lận. Đây cái chị mặc thì nó sẽ vừa hơn. Đó, cái chị mặc là giống như em mặc size số 4 vậy, ở quên size số 1 vậy đó. Đó. Đúng cái size của mình thì cái chị mặc nó mới đẹp, còn em mặc cái này là để cho cái chị xem cái họa tiết thôi. Nó bự hơn em nha, em mặc nó không có đẹp đâu. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã sọc đỏ. Sọc đỏ nha cái chị, rất là đẹp luôn, sọc đỏ. Rồi em qua mẫu cho cái chị nha, qua mẫu nha. Em mặc nó bị rộng nha cái chị đẹp nhà em ơi, em mặc nó bị rộng nên là cái chị nhìn nó không có đẹp nha. Em chỉ mặc vô cho cái chị xem họa tiết thôi. Rồi, mã này lên giúp em mã hồng cái chị, mã hồng em còn được size 2, size 4. Mã hồng em còn được size 1, size 2 và size 4 nha. Rồi chốt em mã hồng cái chị. Mã hồng này đẹp xuất sắc luôn. Hồng này đẹp lắm mấy chị. Chốt em mã hồng nha cái chị. Hồng em còn được 1, 2, 4. 1, 2, 4, 5. Hình như em còn được size 5 nữa. Mã hồng em còn được size 5 nữa nha cái chị đẹp nhà em. Chốt em mã hồng. Mã hồng size số 2 cho chị Nguyễn My. Ok chị Nguyễn My. Rồi. Bỏ hồng sẽ cho chị Nguyễn My. Hồng 4 em chốt cho chị Hương Đinh. Hồng 4 em chốt cho chị Hồng Lê. Màu hồng này đẹp lắm mấy chị. Màu hồng này cái chị mặc lên nhìn thấy đẹp, mặc lên thấy trẻ ra liền luôn á.
nhí nâu. Rồi em mặc cái nhí nâu này xong em sẽ qua cái bộ màu cho cái chị nha. Bộ màu là 130 ngàn. Màu là em còn được có mấy bộ rồi cái chị. Còn được có mấy bộ, không có còn nhiều. Họa tiết size số 4 cho chị BB. Họa tiết 4 em chốt cho chị BB nha chị BB. Hồng 5 em chốt cho chị Anh Nguyễn. Rồi mã nhí nâu này em còn được size số 2 và size số 4 thôi các chị. Nhí nâu này em còn được size 2 với size 4 thôi ha. Size 5 thì em còn được nhí đỏ. Nhí nâu size số 2 em còn chị. Nhí nâu em đang mặc là còn được 2 với 4 thôi. Ký chị cao bao nhiêu chị Vũ Thị Tiến ơi. Nhí nâu size 2 cho chị Nguyễn My luôn ạ. Chị Nguyễn My có thích mặc beo không chị Nguyễn My? Beo em còn duy nhất size số 2 thôi á chị. Em có một họa tiết beo à. Chị cao bao nhiêu ạ à? Chị Vũ Thị Tiến ơi, cho em cái chiều cao của chị đi chị. Rồi em đang mặc bộ này bộ nhí nâu nha các chị. Nhí nâu em còn được 2 với 4. Nhí đỏ thì em còn được 2, 4, 5. Nhí đỏ em còn được 2, 4, 5. Nhí nâu size số 2 cho chị mẫu đơn 1m47 mà 48 kg. Bộ này size số 2 nha chị. Em chốt chị bộ hồng 2 nha. Nhí nâu size 2 em chốt cho chị mẫu đơn. Hồng 2. Rồi em lấy luôn beo cho chị Nguyễn My. Rồi hồng 2 em chốt cho chị Vũ Thị Tiến. Rồi em hết hồng 2 luôn. Để em mặc bộ beo cho các chị xem nha. Bộ beo em còn duy nhất size số 2 thôi. Đây để em mặc cho mình xem chị. Nhí nâu size số 4 em chốt cho chị Bích Loan. Dạ ok chị ạ. À. Đây để em mặc beo cho mình coi nha chị ơi. Beo đẹp lắm. Giải beo này như ATM Mỹ vậy mấy chị. Đẹp. Đẹp lắm. Rồi lên giúp em mã beo nha. Beo này em còn duy nhất size số 2 thôi, cái chị đẹp nha. Vải thun lạnh chị, nó là chất thun, coi giãn nha. Mặc bộ này xong nha ngày mai nha. Ngày mai chị nào mà nhận được cái bộ này rồi chưa nhớ lên lên livestream nhớ cho em một cái phản hồi nha mấy chị. Không đẹp, không mát, không lấy tiền luôn nha. Mặc vô nó đã dữ lắm, đã luôn. 115 ngàn hả mấy chị. Bộ này đáng lý ra là bán 125 ngàn nha. Đúng giá là 125 ngàn đó mấy chị. Nhưng mà em bán cho cái chị tại vì mùa này á là bán tự nhiên cái Facebook nó giảm tương tác bán chậm lắm. Đây là em bán cho nhanh ra hàng cho mấy chị là giá 115 ngàn thôi. Rất là đẹp nha.
Rồi chốt giúp em bộ này. Em bán gần hết lô rồi, lô bữa nay về 350, 300 mấy 400 bộ gì đó là em gần hết rồi đó. Chốt em mã beo, beo đẹp lắm nha các chị đẹp ơi. Bà ba ống ôm em không có hàng chị. Beo 2 em chốt cho chị Trúc. Trúc Thi Nguyễn Thị. Ok, beo 2 em chốt cho chị ha. Dạ. Ôi trời ơi. Trượt ba tin luôn. Nhí nâu size số 4 em chốt cho chị Xuân Mai. Số 2 là 55 kg chị, eo 75 76 trở lại mặt dừa. Ấy, nhí nâu hết 4 rồi chế yêu ơi. Em còn nhí đỏ không à? Size số 4 còn được hồng nhí đỏ với họa tiết chị Xuân Mai ơi, em hết nhí nâu rồi chứ đẹp. Mai chị hỏi mấy bạn còn mấy bạn chốt cho. Nha mai chị hỏi mấy bạn chốt đơn á có khách nào xả ra hay gì đó chị hoặc gọi bắt máy thuê bao gì đó. Chị nói mấy bạn có mấy bạn chốt qua cho mình nha. Chị nào mà chốt chưa được cái bộ nào tối ngày hôm nay tới mấy chị ngày mai. Mấy bạn nhà em chốt đơn cái chị cứ hỏi mấy bạn ha. Còn mấy bạn chốt qua cho. Trên đây hết trơn rồi, trên đây size số 3 là em ở bên size 4 là em chỉ còn được mã họa tiết, mã hồng với mã nhí đỏ. Rồi, qua bộ màu cho mấy chị nha, qua bộ màu đi mấy chị. Size 5 là em còn được có hai họa tiết, 4 họa tiết, 5 họa tiết. Rồi em lên bộ màu cho các chị nè. Màu em còn được có mấy bộ à? Cũng có mấy màu luôn. Size 3 là không còn bộ nào nha mấy chị. Đồ màu là size 3 em không còn bộ nào hết, size số 6 còn được có một bộ này nè. Đồ màu là 130.000 một bộ. Chị mẫu đơn ơi, chị muốn ngắn hay dài gì chị mua về chị mặc thử giùm em đi chị, chứ giờ em không có bảo đảm được cho mấy chị ha, dài ngắn gì hết á. Nếu như mà chị thấy mà mình mặc ngắn ngắn lửng lửng lên tí xíu, ví dụ nó trên mắt cá tí xíu mình mặc cũng được thì mình chốt giúp em. Còn nếu như mà cái chị thích mặc dài phủ phê luôn á thì em không có bảo đảm được, thì nói ngày mai nói với bạn xã ra giùm em. Giờ em không có bảo đảm được cái chiều dài cho mấy chị đâu mấy chị. Nhiều khi mấy chị tùy theo tạng người nữa, hồi nãy em có giải thích rồi đó. Nhiều khi mấy chị 1m62 mà chân mấy chị dài, mà mấy chị đòi mấy chị mặc dài như một đứa 1m58 như em thì ở đâu ra, không có nha. Chiều dài thì em may nó như nhau hết. Ví dụ size 1, size 2, size 3 là chiều dài nó y chang nhau. Size số 4, số 3 thì nó có thể nó nhích hơn tí xíu. Rồi size 4, size 5, size 6 thì nó xê xích nhau tí xíu hoặc tầm khoảng 1 phân hoặc phân rưỡi gì đó chị. Mà bây giờ cái chị đòi mà 1m62, 1m65 mấy chị đòi mặc dài như em mặc thì nó không có nha. Nó không có. Nhiều khi cắt cái vải mình sắp lớp ra mình cắt á, nhiều khi cái kéo vải mình kéo không có đều, có khi nó ngắn xíu hoặc thợ may trong cái lúc thợ may á gọt đi tí xíu nữa, nên là cái chị hỏi thì em không có bảo đảm được. Ngũ sắc size số 2 em chốt cho chị Trúc Thi Nguyễn Thị. Ok chị. Còn chị nào mà đòi quần dài 98% á là em không chốt nha, tại vì quần chắc chắn nó không có dài tới đó rồi mấy chị. Quần dài tới đó là mấy chị khách nhà em đi cắt hết, em cũng đi cắt luôn. Em là 1m58 nha. Đó, nên là cái chị cứ nhìn giùm em. Không phải đồ em may ngắn mà do cái chị cao hơn bình thường, tại vì hàng may là tụi em may theo xưởng nào người ta may cũng vậy chứ á. Em là may quần dài cho mấy chị lắm rồi đó. Chị Tư em chỉ may cho em là chị phải cắt cái gập riêng cho em. Chị phải cắt cái gập riêng là cái form quần với form áo. Em mới chịu. Nên là cái chị cứ coi đi, mình thấy mình dễ tính thì mình mua được, mình mặc được thì cái chị chốt nha. Còn chị nào mà kỹ tính hơi khó á, thì cái chị tham khảo giúp giùm em đi mấy chị. Ơi, nói vừa vừa về mấy chị mặc không vừa mất công lắm. Bộ quần ngắn hơn em không có chị. Dạ váy lỡ quá em hết hàng rồi. Rồi cái chị đẹp, bộ em đang mặc là màu cam đất nha. Bộ em mặc là màu cam đất.
Bộ này 130 ngàn giúp em. 130. Cái này là bộ màu. Cũng là quần giả váy luôn. Quần giả váy dài. Màu em đang mặc màu cam đất. Màu ở trên đây nó hơi tươi hơn ở ngoài tí xíu nha các chị. Do là nó có ánh sáng nha. Rồi màu cam đất giúp em. Màu này các chị đẹp chốt giúp giùm em là màu hồng voi. Lên giúp em màu này là màu hồng voi các chị. Màu hồng voi. Em like cái mẫu này xong nữa em offline nha mấy chị. Đơn này chưa mai. Sáng mai các bạn nhà em sẽ gọi chốt đơn ha. Còn các chị muốn mua dập ly, muốn mua thêm đầu kiểu gì đó thì em hẹn các chị là trưa ngày mai 11 giờ em like nha. Trưa ngày mai 11 giờ. Rồi chốt em mã này là mã hồng voi, màu hồng voi giúp em rất là đẹp. Màu nho các chị, màu nho này em còn được size 2 với size 5 mà. Size 2 55 kg là bộ này cái chất vải của nó sẽ co giãn nhiều, nó sẽ thoải mái hơn nên là bộ này size số 2 là chị nào eo 77 trở lại, eo 77 trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa ha. Bộ nhí nâu em mặc là size số 2 nha chị Xuân Mai ơi. Size số 2. Rồi chốt em bộ này nha các chị, lên giúp giùm em. Bộ này chốt giúp em mã này là mã màu nho giúp em ạ. Chốt em màu nho. Rồi màu cà phê sữa các chị. Đây, giả váy màu này em bán cũng rất là nhiều nè, còn ít lắm. Size 3 là hết. Size 2 còn được mấy bộ, size 5 còn được mấy màu, size 5 còn được cà phê sữa, cam đất với màu nho. Size 6 thì em còn được màu hồng da thôi các chị. Rồi chốt em màu cà phê sữa nha, cà phê sữa. Chị nào dễ tính thì cái chị mua rất là dễ mấy chị, ngắn ngắn tí xíu mình mặc nó cũng không sao, còn mấy chị yêu cầu dài thì em không có nha. Yêu cầu dài phủ phê là không có. Ok chị Xuân Mai ha, em lấy cho chị bộ nhí nâu size số 2 luôn. Rồi bộ này lên giúp em màu hồng da cái chị, màu hồng da. Chị thấy cái quần em mặc em may dài không á chị, dài lắm luôn. Bộ này size số 5 thì chị mặc nó sẽ hơi thoải mái tí xíu nha chị Anh Nguyễn. Bộ nãy chị mặc size số 5 thì ok, còn bộ này chị mặc size số 5 thì nó hơi thoải mái thôi chứ không phải là nó rộng nhiều nha chị. Thoải mái hơn size 4. Rồi lên giúp giùm em size 4 thì em chỉ còn màu duy nhất màu cam đất như em đang mặc nè. Rồi ok em lấy cho chị size 5. Về nếu mà có rộng chị thích ôm hơn tí xíu thì chị chích thêm hai cái band vô giùm em ha. Rồi lên giúp em màu này là màu hồng da cái chị, màu hồng da. Rồi em chốt cho hai chị hai bộ. Chị Xuân Mai một bộ nhí nâu. Chị Anh Nguyễn một bộ màu nho. Đó, tùy theo form với lại là tùy theo cái chất vải mà em tư vấn cho cái chị. Để về cái chị mặc cho nó ok. Bộ em đang mặc là màu cam đất, size số mấy chị Xuân Mai ơi? Cam đất này em còn được size 1, size 2, size 4, size 5 chị. 1, 2, 4, 5. Rồi chị Xuân Mai em lấy cho chị bộ nhí nâu đúng không? Nhí nâu size số 2. Bộ em đang mặc là màu cam đất. Chị lấy thì lên giúp em cam đất kèm size ha. Rồi màu nho. Màu nho em còn được size 2 với size 5. Size 5 em chốt cho chị Anh Nguyễn. Cam đất size số 2 cho chị Út Hiền. Size số 2 là em còn được 3 màu. Màu cà phê sữa, màu hồng da với lại là màu cam đất. Ok màu cam đất. Rồi chị bộ mới cởi ra là bộ nhí nâu nha chị, mã nhí nâu bộ này nè. Kia em chốt cho chị là bộ này đúng không? Rồi cho chị Út Hiền. Cam đất 5 em chốt cho chị Anh Nguyễn luôn. Hết 3 rồi chị Mai Vàng ơi. Bộ này em không còn bộ nào size 3 hết đó chị. Em còn được hai bộ size số 4 màu cam đất. Chị có muốn lấy size 4 thì em chốt cho chị size 4. Về có mặt thoải mái tí xíu thì nhấn band vô giùm em. Chứ size 3 là em không còn bộ nào nha chị đẹp. Bộ em đang mặc là 130. Cam đất size số 5 em chốt cho chị Anh Nguyễn. Màu nho size số 5 cho chị Kiều Nhung. Rộng á thì cái chị nhấn band vô. Nó có hơi ôm tí xíu thì cái chị cứ nhả band ra ha. Em có nhấn band cho mấy chị 4 band. Nhấn band ra cái form áo của mình nó vẫn có eo bình thường nha mấy chị. Tại vì bình thường em có đánh eo cho mấy chị nha.
bình thường hai bên cái áo, cái thân trước thân sau là em có đánh eo sẵn cho mấy chị rồi, nhấn ben vô thì nó đẹp hơn thôi, còn bình thường cái chị nhả ben ra nó vẫn có eo bình thường, vẫn lên form bình thường ha. Rồi nho năm em chốt cho chị Kiều Nhung. Màu cà phê sữa. Cà phê sữa em còn 1-2 năm. Cam đất 4 cho chị Mai Vàng. Ủa cái bộ ở trong bao với cái bộ ngoài nó cũng y chang nhau mà chị Xuân Mai, nó có khác gì đâu chị. Nó cũng y chang nhau mà. Nó đâu có khác gì nhau đâu. Cam đất 4 em chốt cho chị Mai Vàng. Rồi chốt em bộ này màu cà phê sữa nha cái chị đẹp nha em. Em hết rồi chị Phượng Hồng ơi. Hết trơn rồi chị. Nó y chang nhau hả chị ơi, size 2 một người may thì nó y chang nhau vậy đó, đâu có khác nhau gì đâu. Cà phê sữa size số 5 cho chị Kiều Nhung. Chị muốn lấy bộ ở ngoài thì em lấy cho. Còn nha chị, ngũ sắc size 2 em còn nha chị Phượng Hồng. Cơm cháy em ngưng luôn rồi chị Út Hiền ơi, em không có bán đồ ăn nữa hả chị. Size 2 về á thì chị phải nhả ben ra đó nha chị đẹp.
Rồi size 2 cho chị Phượng Hồng nha, ngũ sắc. Rồi ok. Rồi bộ em mặc cà phê sữa nha các chị. Rồi em mặc luôn cái màu hồng da cho các chị cái nữa xong rồi em offline ha. Họa tiết 3 em hết luôn rồi chị. Size số 3 là em chỉ còn được nhí hồng, mã đẹp với mã sọc hồng thôi. À họa tiết 3 em còn. Hên quá còn được một bộ. Ok em lấy cho chị họa tiết 3 nha chị Phượng Hồng nha. Hên còn được một bộ nè chị. Bộ em mặc hết màu xanh ngọc rồi chị Xuân Mai ơi. Hết bữa giờ luôn rồi chị. Lộn. Rồi màu hồng da giúp em nha cái chị đẹp. Màu hồng da này vải dày dặn lắm nha cái chị nên là yên tâm là không có sợ bị mỏng đâu nha. Vải này đẹp lắm. Hết rồi chị, giả váy là em hết hàng rồi đó. Rồi chốt em mã này là mã hồng da luôn. Lên giúp em màu hồng da cái chị đẹp nha em nha. Rồi em offline ở đây nha cái chị yêu ơi. Trưa mai em hẹn cái chị trưa mai em like tiếp nha. Trưa mai sẽ lên hàng dập ly với hàng đầu kiểu. Rồi em cảm ơn cái chị đẹp nhà em rất là nhiều. Chúc cái chị ngủ ngon nha cái chị. Chị nào có đơn nhớ ngày mai để ý điện thoại giúp em nha. Đơn này mấy bạn nhà em sẽ chốt trong vòng buổi sáng nha cái chị đẹp. Tầm khoảng tới 11 giờ 12 giờ là xong rồi đó. Nên là cái chị có đơn thì để ý điện thoại giúp em. Tại vì em gọi không được là em sẽ chuyển qua cho khách khác hoặc là em đem lên em like tiếp á. Em lên em like tiếp em chốt cho khách khác. Em nghe chị. Dạ. Một bộ sọc hồng size số 3 hay là size số 4 chị? Em hết rồi, size số 3 em chỉ còn được mã nhí hồng, mã đẹp. Còn được hai họa tiết rồi chị. Ồ, sọc hồng còn được bộ size 3. Size 3 này là eo 80 nha chị đẹp. Eo 80 nha. Rồi em chốt cho chị một bộ sọc hồng size 3. Rồi đó size 3 em chỉ còn được mã đẹp với mã nhí hồng nữa đó chị. Dạ. Bộ sọc hồng là chị có đó. Em còn được bộ sọc hồng này em chốt cho chị. Dạ. Rồi hồng da size số 2 em chốt cho chị Xuân Mai. Rồi em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha cả nhà ơi. Đây em nghe lấy cái bộ đồ rồi em bỏ đâu rồi ta. Đây. Rồi em chào chị Hay Lan. Chúc các chị nhà em ngủ ngon nha. Chào tổng chào các chị.